Thưa quý vị, thưa các bạn, theo đánh giá của các chuyên gia, chợ đầu mối là kênh tiêu thụ hiệu quả, kết nối sản xuất với phân phối, tiêu dùng, đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, thúc đẩy không chỉ sản xuất nông nghiệp mà còn thương mại, dịch vụ phát triển. Tại hội thảo phát triển chợ đầu mối tại Việt Nam nhằm phát triển hệ thống chợ đầu mối của Việt Nam theo hướng văn minh hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, vừa được Bộ Công Thương tổ chức, đã có nhiều ý kiến tập trung xoay quanh vấn đề khả năng liên kết hợp tác giữa các chợ đầu mối của Việt Nam và thế giới, thiết lập phương thức kinh doanh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo tiêu chuẩn thế giới, giới thiệu quảng bá các mặt hàng đặc sản vùng miền đến với khách hàng của hệ thống chợ bán buôn thế giới, v.v. Theo Bộ Công Thương, khó khăn lớn nhất hiện nay là do thiếu cơ chế, chính sách để hỗ trợ thúc đẩy phát triển chợ đầu mối, nhất là việc thu hút doanh nghiệp đầu tư và quản lý theo hình thức xã hội hóa. Tiếp thu kinh nghiệm phát triển chợ đầu mối ở một số nước trên thế giới, các bộ ngành cần phối hợp chặt chẽ, định hướng cơ chế, chính sách và giải pháp nhằm xây dựng mạng lưới chợ đầu mối hiệu quả, phù hợp với thực tế ở Việt Nam.